Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại. Tôi là Phương Dưỡng. Yes. Chúc bạn ngày mới vẻ. Hôm nay chúng tôi sẽ làm một cuộc thi. Đó là người ngừng ăn hải sản cuối cùng, người đó sẽ chiến thắng. Thì đây là một bàn hải sản với rất nhiều các món đồ hải sản. Đấy. Đặc biệt là có hai con cua hoàng đế rất là to. Vì rất lâu rồi chúng tôi không có clip nào thi ăn cả. Đặc biệt là những con cua hoàng đế này phải mấy năm rồi, từ năm 2018, 2019 à, 25 rồi chưa được ăn cua hoàng đế. Thì hôm nay quyết định làm clip liên quan đến hải sản để được ăn lại cua hoàng đế. Thì hôm nay chúng tôi sẽ thi đấu với nhau. Thì anh cô này đau tay thì anh ấy không thi đấu được vì những cái món này phải bóc ấy. Bóc làm sao để bóc ghẹ cũng này phải bóc ấy. Nên anh côn sẽ phụ trách quay phim cho các bạn nhá. Thì ba chúng tôi sẽ thi đấu. Đấy, bây giờ tôi sẽ review các món ở trên cái bàn hải sản này. Đây đầu tiên đó là ghẹ. Rồi. Đây thứ hai là bạch tuộc. Rồi. Bạch tuộc lúc đầu chúng tôi làm con rất to bàn tay như này. Dạ vâng. Bây giờ nó teo đi vì chúng tôi lỡ là linh nó lâu quá nên nó teo đi các bạn ạ. Đấy, chúng tôi keo rồi, chúng tôi không biết chế biến. Đây là bề. Rồi. Đây là cua Alaska thì rất là dễ nhận thấy. Rồi đây là mực, mực khổng lồ chúng tôi một con chúng tôi thái được bao nhiêu miếng khổng lồ này đấy các bạn ạ. Đây vẫn bề, đây vẫn ghẹ, đây là hàu, đây là con gì sò. Đáng lẽ chúng tôi định chuẩn bị rất nhiều trò chơi cơ các bạn ạ, nhưng mà tôi nghĩ là hải sản này ăn để lâu nên nó không ngon nên tôi lại không chơi trò chơi nữa. Đây chúng tôi ngồi ăn luôn. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều trò chơi để thi đấu rồi, nhưng mà tôi nghĩ là hải sản nên phải ăn luôn chứ còn cứ phải chơi trò chơi xong mới chạy vào ăn thì nó sẽ mất hết vị ngon của nó. Thì vì vậy chúng tôi sẽ ăn luôn. Bây giờ ăn bề thì tất cả phải ba người cùng phải ăn. Đấy, rồi, hiểu chưa? Ok. Hiểu chưa? Đây phải có ba cái kéo à. Đấy, bề đấy, thịt bề đấy. Yeah. Cắt ra. Đấy, đây là cách bề đấy. Đây, bề của tôi đây. Mời cả nhà cùng ăn hải sản nhá. Ngon thế. Tuyệt vời chứ hả? Lâu không được ăn hải sản ăn ngon cực luôn các bạn ạ. Sao anh được kéo đi thôi mà. Nó phê nó gọi là. Đây ngon. Con này ăn chậm quá. Bây giờ cứ bè một mình tôi ăn hết 2 đĩa. Thật. Ngày anh Dưỡng và Vinh thua chắc. Sao nó không biết rồi. Đây thì bè các bạn này. Mời các bạn ăn nhá. Nước chấm nhìn ngon thế nhỉ. Lâu không ăn hải sản ngon thật các bạn ạ. Không dạ, đúng rồi, lâu lắm rồi mấy anh em chúng tôi mới ăn hải sản đấy. Được rồi các bạn ạ, ngon lắm. Quá tuyệt vời. Ui ôi. Cay quá rồi. Không cay, lương chấm hải sản nó ngon ngọt đấy. Đây anh con bỏ tay ra cho mọi người xem này, anh con cắt cưa máy cưa vào tay. Đấy thì anh con bị đau tay nên không thi đấu được. Anh con chỉ điểm đi, chỉ điểm ăn món gì? Rồi đấy, mỗi người miếng mực. Mỗi người miếng mực to cho má luôn. Đây, sáng sẽ ăn miếng này. Biết thế. Không biết. Chứ mỗi người một miếng chứ. Có dâu đấy. Bắt buộc phải miếng nào đâu. Đây. Đây. Ui, to thế. Được, Vinh ăn miếng ấy đi. Tôi sẽ ăn miếng này. Còn tôi ăn miếng này. Tôi ăn miếng này thôi. Xét à? Sao em xét ra cả miếng ấy? Xét ra này. Ôi. Rồi. Ủa, tôi... Ngon đây. Cái mực này thì anh Côn rất là khoái khẩu nhưng mà tôi không thích ăn. Anh Côn ăn một miếng đi, lấy một miếng đi. Cứ ăn đi. Cái này em... Cái mực này tôi không thích ăn lắm. Ngon không? Cố gắng các bạn. Tôi chỉ thích ăn tất cả các loại trên bàn này, trừ mực mấy cả bạch tuộc. Ăn hết. Vinh làm miếng to mực xem nào. Sao, ngon không? Ngon. Tuyệt vời các bạn. Nâu nữa ăn mực ngon hết các bạn. Ngon á. Ngon biết ngon ăn hoặc không? Mỗi người miếng anh ạ, không phải ấy, không phải chơi ăn gian. Ngon ăn đi. Không phải chơi ăn gian, mỗi người miếng rồi, anh Côn không đảo đấy. Cứ một miếng rồi. Mẹ anh Côn cho lần nữa theo bỏ cuộc luôn. Tiếp theo là cho con bạch tuộc nữa cho ui con người ơi, ơi. Nhưng mà con bạch tuộc bé không sao, một bạch tuộc. Vì chúng tôi ăn tại gia nên chúng tôi dùng tay, có gì các bạn thông cảm nhá. Mình chọn con bạch tuộc. Lấy cho Vinh một con gà. Ui. Vinh ăn đi em. Lúc nào cũng ưu tiên Vinh à? Vinh là được, anh thương Vinh, anh cho con to nhất là gì nữa. Hải sản rất là ngon. Thôi em ăn con bé thôi. Nào ăn đi. Thế. Cũng giống như ăn mực à? Bạch tuộc với mực kéo giống nhau à? Bạch tuộc thì một miếng này hết chứ gì mà. Vì ngoan thế. Vinh à, em con tôm này to hết nào. Một miếng là con to hết mồm. Ngươi rồi.
Giờ cho cái còng cua hoàng đế đi. Ok, ok, lâu lắm rồi mới được ăn đấy. Ui. Lâu lâu mới có được một bữa tiệc buffet hải sản này, phải ăn thật mạnh. Mặt lý quan nhỉ anh ạ. Tôi là người ăn cua dạo đấy xong đầu tiên. Vinh sáng mình vẫn mút gì đấy sáng ơi. Ăn hải sản bẩn hết tay gần các bạn ạ. Giờ cho ăn con hàu lướng kìa. Ôi hàu lướng rồi, hàu à. Xem hàu lướng ngon không. Mày thấy trình độ chị Yến nấu như nào? Ngon đấy các bạn. Tôi thưởng thức xem. Wow, thơm mặn. Tiếp theo là sẽ ăn ghẹ. Mày ghẹ bóc này ra. Nấu ăn hải sản cảm giác là hơi bơ ngỡ. Chín rồi. Ăn được ngon, ăn dữ ạ. Thịt ghẹ này có vẻ chắc hơn thịt cua hoàng đế các bạn. Mỗi tội là ghẹ nó bé nên mình bóc nhìn nó hơi mà hơi lâu đúng không? Hơi lâu với cả nó hơi khó chịu vì nó bé quá. Rồi, tiếp theo nhá. Món gì? Lại cho càng cua hoàng đế đi. Lại càng thích. Cua, lại càng cua rồi. Lại càng cua. Càng cua, ôi trời. Em sắp ngấy rồi anh cua nữa. Mới ăn một vòng rồi, mới một vòng mà anh giờ cảm giác lâu không ăn thì giống lúc mới ăn thì giống thèm. Giờ ăn xong giờ ngấy rồi. Thế thì Vinh thua là cái chắc gì nữa. Mới qua vòng đầu tiên mà Vinh đang ngấy rồi các bạn ạ. Quan tì tì ngon tuyệt vời. Em thích ăn cái này ngon. Nó ngon ngọt. Nhan trong ngon ngọt lắm, ngon. Ôi miếng này. Ngon nhé. Ui dồi. Ăn này không biết bị hút không nhỉ? Đâu, chắc cũng không sợ đâu vì mình lâu lâu mới ăn mà chứ đâu phải ăn liên tục đâu. Ăn là bị hút đâu. Ngấy. Ngọt thật các bạn. Ngấy. Nhưng mà tôi ngấy đấy. Ngấy ngấy rồi đấy à. Em ơi mới qua một vòng rồi đấy. Thì bây giờ những cái món nào ít thì khả năng chia ra ăn hết đi. Giống như con hàu này tôi cảm thấy ít này, mỗi người mấy con? Mỗi người 2 con. 4 5 con gì đấy. 4 5 con. 4 con, mỗi người 4 con xem nào. Rồi. Con này nhạt hơn à? Con này hơi mặn, con này nhạt hơn. Con này nhạt. Hàu lướng mỡ hành các bạn. Đây mấy anh em tôi tự trong đây thì anh bảo chỉ hàu lướng mỡ hành là ngon nhất. Ăn nhưng mà cái này thì ăn không no không? Ngon là nhà hàng thôi anh ạ. Chị Yến thì anh nghĩ sao? Chị ngon. Yến không biết nấu đâu. Ngon mà vẫn ngon. Đó. Nhưng đã hết thì đúc mồm trâu rồi. Ok. Xong. Ngon nữa. Hay à? Rồi, tiếp tục đây. Anh bảo là mới đến nhá các bạn nhá. Vừa đến xong ngồi ghế xem. Nên là và anh bảo chấm đi, anh bảo chấm à. Thế có bát nước chấm riêng cho anh bảo này. Đây. Đấy, anh cầm bảo cầm ra trên bàn này. Ui, con cầm một chấm ăn mình. Để bàn cái anh cái đang màn nữa. Ôi lại năm một nữa, chia rồi anh hết đi. Ôi, lại tiếp tục à? Lại tiếp tục. Ôi, ăn đi. Sáng đang ngấy rồi sao ngất ngắt rồi sao vậy? Lúc đầu thì ăn ôi ngoan chứ. Cái anh cái này bây giờ ăn cảm giác đây lo ăn đi. Đây cho ăn nữa. Bụng ngon. Ăn này không? Ăn đi. Anh bảo tiêm, anh bảo tiêm cắt cho. Ừ đây. Ngọt cái con này là con gì mà ăn ngọt thật. Không có ăn nhiều cũng no á. Thật cái này cái gì cũng ngon. Nếu mà ăn ít. Ăn ít nữa cả lo lắng nữa hiểu không? Con ơi Phạm Quy sao em có 2 con này? Rồi cho Vinh. Vinh vừa thiếu. Em đầy rồi. Vinh ăn đi. Đây. Nhưng mà các bạn ngán thật các bạn ạ. Anh nhiều ngán thật. Tôi ăn tầm 5-7 con mà ngán thật. Nhưng mà vẫn ăn được. Nhưng mà ngán rồi. Ngán rồi. Sáng đi còn nguyên ngày sáng à. Ăn đi. Đừng mà bỏ cuộc em nhá. Mới đã hết vòng 2 đâu. Đây xong rồi. Tôi ăn hết sò rồi. Nhưng đã hết sò rồi. Ủa, Vinh thì còn 4 con. Sáng không còn 4 con. Cố lên em. Đừng ngất em ơi. Còn một đống bề bề. Rồi.
Rồi Dương lấy 4 con tung tích là đĩa trước đây. À. Bọn kia vẫn chưa xong cả. 4 con bè bè. 4 con tung tích. Rồi, bè bè và tung tích. Rồi. Thế mỗi người 4 con à? Ờ. 1 con. Sao 1 con nhá? 2 con. 3 con rồi nhá. Hồ ứng trước tạm ứng trước 3 con đã. 4 con để 4 con vào. Tạm ứng 3 con đã nhìn tới người. Hết rồi đấy. Ui giời ơi. 4 con bè bè cơ. Ui gì em ơi, em nhìn trên bàn này còn nguyên này, ui gì. Ui cái này hôm nay đùa anh là sao ăn cái gì mà ra, ui giời ơi cái gì. Mày đùa không, đâu, lúc không ăn thì thèm, giờ ăn thì lại. Công nhận là thế là lúc mới ăn ngon ơi ngon, giờ ăn nhưng mà cảm giác nó ngấy ngấy quá, ăn nhiều ăn ngấy ngấy đất. Ngon mà xứ đi lại gần là ba. Ngon mà ăn, ăn này mình lâu không ăn nữa. Qua của anh à? Lớp bóc hộ mày đấy. Anh bóc hộ mày ấy chứ. Đây là một con xong rồi là ăn luôn đây đấy. Quý nhìn nè, tao chọn con bé tí mà. Nó con thế, anh cắt ra nó con thế thì anh. Bao nhiêu con to thế em. Bè bè là ngọt dễ ăn. Ôi ăn nữa. Há mồm ra. Ăn đi. Căng lấy rồi. Vinh nó không ăn được hải sản cả rau thế các bạn ạ. Nó ăn ăn một tí thì nó sắp ấy nơi. Da gà lở hết làm gì nữa. Nồi nồi rồi. Mới ăn thì... Cố gắng lên cho video nó hay em ơi. Ăn nó mấy con mình nhỉ, đã sắp chịu thua được các bạn ạ. Nếu còn nguyên là em nhìn lên trên bàn không? Không ăn được phải chịu anh ạ. Dù muốn nắm mà không ăn được phải chịu anh ạ. Chẳng ăn nốt con bè bè đi rồi chơi bốc thăm phải không? Rồi chơi bốc thăm. À bốc thăm để anh bỏ mấy cái hết rồi ra. Vâng. Đây. Nó quá rồi. Cái gì bé bé đi mà bây giờ chẳng có cái gì bé bé này. Rồi. Ôi, bạch tuộc. Không, nhưng bạch tuộc nó nhỏ. Đâu, Vinh cái gì để anh xem. Vinh là bè bè. Tôm tích. Tôm tích bè bè. Sáng cái gì? Sáng nhìn rồi giờ vào thì... Phần thưởng. Chọn. Rồi, phần thưởng là chọn một món gì đó nha các bạn. Rồi. Phần thưởng nó được chọn. Ăn đi, chọn đi. À, tôi sẽ là con bạch tuộc. Vinh là tôm tích rồi lấy đi. Con bè bè à? Sáng chọn con gì? Chọn con bạch tuộc bé nhất kìa, hai con bè bè. Sáng ăn cua cho mấu à? Không, ăn con ghẹ ít thịt nhất, mặc dù nó lâu nhưng nó ít thịt thiếu các bạn. À, đấy, chơi chiến thuật. Sáng là chơi chiến thuật đấy. Tôi sẽ chọn con ghẹ. Đấy, ít thịt nhất. Bạch tuộc, tôi không thích ăn vậy này mà bạch tuộc. Nhưng mà nó nhỏ á. Nhanh nhẹn lên này, ăn có con bè bè miếng bé tí. Như miếng cơm rồi cứ vậy. Cứ giả vờ sao ấy. Anh bảo anh 5 con trình nhân dục như này. Em tôi chơi chiến thuật vừa ăn vừa tiêu. Trong lúc sáng chờ đợi ăn ghẹ ăn rất là lâu thì về chúng tôi sẽ chơi tiếp vòng 2 đi. Anh Vinh chơi trước đi cả sáng. Mới lắm. Phần thưởng. Ghê. Vinh là gì? Bạch tuộc. Vinh là bạch tuộc. Bạch tuộc là con này. Nhưng mà nó ít thịt nhất. Nhỏ nhất. Lâu lo nhất. Đầu lên. Thịt ghẹ là hơi bị ngon đấy em đùa chứ. Thôi ăn con ghẹ để cho bằng thời gian mới sáng vậy. Anh con này giờ nó kiểu nó khô ấy. Nó ăn nó rắn đấy. Để lâu nó nguội ấy. Nó ăn rắn đấy. Dù cũng no lắm rồi mà vẫn phải cố ăn. Thấy không? Vinh đã xong vòng 2 bốc thăm. Bạch tuộc cơ. Vừa miếng ấy. Tôi bỏ cuộc các bạn ạ. Sao bỏ cuộc sao các bạn lại? Bỏ cuộc ăn đi. Thật lúc đầu thì cứ nghĩ là mình ăn được nhiều hay là nhiều cơ. Ăn nó đi. Ăn nó đi. Các bạn ơi, thế này thì thật sự Vinh cũng nhìn sao không quá nhỏ. Thế này thì một mình tôi ăn à? Được, giờ sáng ăn tới khi nào sáng nôn thôi. Đừng nhìn, ôi sao cho nhìn cua. Cua nó bốc rồi. Em bốc mà. Không phải nó nhìn. Cua hoàng đế. Đi. Sáng là mực. Không ăn nhiều mà. Rồi, sáng là mực à. Sáng cho miếng mực to. Ôi gì ấy. Riêng cờ trắng là đầu hàng rồi. Ăn đi đấy, ăn được rồi, cái gì đấy? Mà oa nhầm vào cua. Sáng ơi, cố gắng lên em. Ăn đi. Sáng đầu hàng các bạn ạ. Rồi sáng dương cờ trắng rồi, thôi tha cho nó. Giờ còn 2 người. Vậy là chỉ còn 2 đối thủ này đang thi đấu với nhau thôi nhá các bạn nhá. À. Ngon thế còn gì bằng thật. Đây, mì nó lôi miếng này đi, nhanh. Ăn đi, nhanh. Vinh chấp nhẹ lôi rồi sao? Vinh ơi, mày chỉ ngang ra thôi Vinh ạ. Chỉ sao thế thôi. Tuổi gì?
Mà bọn này kém quá mà lại thừa. Thôi. Ô kìa, ăn đi. Không ăn được nữa rồi. Ăn miếng đi, cố lên vòng tiếp theo đi thằng này. Em không giò mồm cảm giác không có nhai được nữa rồi. Ăn đi. Thật, không ăn thật, không ăn được đi, đi vào đây mà ăn xem mà. Ba vòng nó no ngấy rồi ăn gì. Phần thưởng yêu ơi, mình rất may mắn đấy, phần thưởng. Ờ, không có phần thưởng là Vinh không được phần thưởng rồi. Đây, Vinh mực. Rồi, mực. Mực rồi, mực rồi. Ăn luôn đi, ăn mồm ra. Cố lên này. Ở lại, chết lại. Ăn đi em, cố lên. Ăn nữa đi. Nào, tôi tí nào. Vì khán giả, vì cộng đồng fanpage đây cho em phải. Đầu hàng đi, thế giờ cờ trắng trong sáng đi. Lắc cờ trắng đi. Rồi, cắm vào, lắc trong sáng đi. Rồi, tha cho Vinh. Rồi, tha ra, vợ anh Bảo vừa đây. Rồi. Vào mực thì không ăn được, tha cho Vinh nhỉ. Ô, anh Bảo được phần thưởng là anh thích chọn món nào trong tay này được. Anh chọn món nào, anh chọn đây của tôi là ui, bạch tuộc. Bạch tuộc được rồi. Ô, anh Bảo ăn cái này rồi, sáng này. Quay anh Bảo này. Rồi anh Bảo được phần thưởng là chọn con bạch tuộc à? Chọn con bé nhất thế anh. Ngon đó. Rồi, đây tôi cũng mẹ là cua con cắt cho mẹ nhá. Rồi anh Bảo cho mẹ. Anh Bảo có vui không khi được thi đấu với anh Dưỡng? À, anh Bảo. Bình thường. Bình thường á? Tôi mời tất cả bạn già bạn trẻ cùng chơi với tôi nhá. mẹ nói nhanh lên, con thấy mẹ nói điệu quá. Tôi mời tất cả các bạn già bạn trẻ toàn cầu năm châu thế giới cùng chơi rồi, cùng rồi, chơi với tôi. Cùng chơi với tôi. Rồi anh Bảo ăn xong phần của anh rồi à? Rồi. Ôi trời ơi. Nghe nghe ngoài trong mồm hay dưới kìa. Không nghe hay không? Anh Bảo bốc đi. À, bác Luyến bốc là gì? Nhắm mắt vào chứ lại. Ôi mẹ ơi, mực. À không được đổi. Con này cơ. Không được ăn con này. Mực. Thôi mẹ ăn này. Đây là con chịu thua tôi thôi. Chịu thua luôn. Ăn nó mình đi. Thôi à, anh Bảo khôn đấy anh Bảo. Đi. Cua. Ui cua. Bảo vào gì đây? Đại cua. Bạch tuộc anh Bảo ơi. À, anh Bảo ăn đi. Anh giữ là cua rồi. Chị Bảo ơi. Anh chưa bốc, anh bảo bốc bạch tuộc nhá. Đấy, anh bảo ăn đi, đấy là em bốc. Bà cua thì ô, tôm tít rồi, bè, mày quá. Anh đọc vào cua đó, bà cua này. Anh bốc vào bè. Anh bốc vào bè, mày cứ chơi qua anh thôi, anh bảo ăn đi. Giờ cứ ăn thoải mái đi, bây giờ ăn từ 2-3 vòng nữa cái là ngấy hết thì. Úi dồi ôi, bạch tuộc kìa. Anh bảo ăn thì vẫn ngon lắm, ui, dâu rồi. Ui. Phần thưởng nhé, phần thưởng nhé. Mình may mắn đấy nhỉ. Anh Bảo biết đọc không? Biết đọc không? Cũng không biết đọc nữa. Giống mình các bạn ạ. Đây là tôm tích tức là bè. Rồi, để em cắt cho. Phần thưởng khả năng thôi chọn cái dễ ăn này. Lại bè. Thôi bè. Dê, tôm tích tiếp, bè tiếp dê. Cua hoàng đế, rồi. Bóc được cua. Anh Bảo có một cua hoàng đế, rồi cho anh Bảo ăn cua hoàng đế. Rồi anh bảo dùng tay cho nhanh nhưng nghe ui dùng đũa làm gì thi đấu mà cứ chậm này thì chắc là bây giờ chúng tôi làm clip từ sáng rồi đến bây giờ đến chiều rồi đấy các bạn đọc ăn mấy cái này ấy. Thôi anh Dưỡng ăn tôm tích đi. Anh chưa ăn à? Anh Dưỡng định lậu đấy. Không bịp ai thì bịp chứ bịp anh Bảo thì bịp được vì anh Bảo không để ý. Anh Bảo không để ý nên tôi có thể lậu tôi không ăn được. Cố lên. Anh Bảo chị thua chưa? Để em còn biết em chơi đi cùng với anh nào. Chưa. Nghe nâu chưa? Lắm. Anh Bảo còn nâu lắm. Rồi, chơi với anh Bảo luôn nhá. Bình thường mà có chơi em. Thôi anh Bảo, em chịu thua anh Bảo. Anh đang chịu thua. Dê, chúc mừng anh Bảo. Dê yeah. Anh Dương mà anh bảo làm sư phụ đi.